Ngồi xuống đây, tôi sẽ kể với bạn nghe về chuyến du lịch kỳ rồi của tôi nha. Chào các bạn, tôi là Soda Cherry đây. Và ngày hôm nay, các bạn cùng với mình đi tham quan đảo Cù Lao Câu, đi du lịch Phan Thiết với mình nha. Ok, let's go! Chuyến đi này mình đi 2 ngày 1 đêm và mình xuất phát vào lúc 2 giờ sáng. Chuyến đi này mình đi theo nhóm và đây là nhóm bạn của mẹ mình, bao gồm mấy cô dạy hồi tiểu học của mình với là bạn của mẹ mình trong đó nữa. Wow, bình minh đẹp chưa kìa. Mình cảm thấy là buổi sáng vùng núi hơi bị đẹp luôn á. Và nó sáng hơn so với vùng mình ở nữa. Người ta nói chẳng ai yêu về hai tiếng thương yêu, chẳng phải cứ bên nhau làm nhau khổ đau là tình yêu. Nhiều khi rất yêu nhau mà phải đứng ở rất xa, nhìn anh hạnh phúc bên ai chẳng phải mình, vì mình có làm được đâu nhường ai khác. Bên anh là nhường đi hết tất cả, yêu anh chẳng khiến anh được vui thế nên em phải xa. Càng yêu chỉ thêm thất vọng, càng mình đi một lúc lâu sau thì mình cuối cùng cũng đã đến cái chỗ ở Bến Phài nè. Đây là một con xóm rất là yên bình luôn á, và mình sẽ đi tàu từ cái xóm này ra tới đảo. Và đây là bến tàu nè. Tiếp theo thì chúng mình sẽ đi 25 phút ra tới đảo bằng tàu. Các bạn nhớ mặc áo phao khi lên thuyền nha. Nàng là hoa khôi rất xinh, trên môi nụ cười là mai kia đứng tìm. Mà nàng nào đâu biết yêu, biết mong đợi chờ, em chưa hề thương nhớ. Là vì khi nhìn ai đôi mắt người xoé tròn, làm cho bao chàng trai thương nhớ em héo mòn. Mà nàng như thờ chỉ biết gieo hy vọng, quên đi người ta trông mong. Là vì khi hồn nhiên em cứ nhìn anh cười, để ngàn em ngày mai khi ấy em lớn rồi. Một tình yêu đầu tiên dành đến khi bên người, tan nay làm bạn vui thôi. Sau khoảng 25 phút di chuyển từ bến tàu ra đảo thì cuối cùng hòn đảo cũng đã hiện lên trước mắt mình rồi nè. Khi đến đảo thì các bạn hãy nhớ mang hai cây chống nắng và áo dài tay nha, bởi vì hòn đảo này không hề có một cái cây nào gọi là cây gỗ lớn hết trơn á, toàn là cây bụi thôi. Và wow, đẹp quá trời đất đẹp luôn. Nước biển xanh ngọc, ống ả và nó rất là mát luôn á. Cái đảo gì đâu mà đẹp, đẹp quá trời đẹp, đẹp dã man rợ luôn á trời. Nó xinh thật sự luôn mấy bạn ơi. Ở đây là đảo quân sự á, cho nên cũng không có người dân ở đây đâu nha. Và cảnh nó rất là đẹp luôn á. Đá với đá và những loại cây bụi nữa. Nơi này phù hợp cho mấy bạn nào mà muốn trốn xa cuộc sống xô bồ thành phố để về đây. Rất là hợp luôn. Thì cũng giống như mình nói ở trên thì đây là hòn đảo quân sự, vậy nên sẽ không có một cái homestay hay là khách sạn nào đâu. Các bạn phải trang bị đủ mọi thứ rồi hãy ra đây nha. Mọi người có thấy là cái cục đá đó giống như cái con chim cánh cụt không mọi người? Đó, quá là giống luôn ha. Tạo hóa hay thiệt á, có thể làm những cái hòn đá vô tri trở thành những hình dạng rất là sinh động mà mình có thể tưởng tượng ra đủ thứ hình. Cảnh đẹp như thế này thì mình phải chụp vài bộ hình đem về chứ nhỉ? Đồ ăn trên đảo có thể nói là ngon xuất sắc luôn á. Bữa này là bữa ăn trước khi mình quay về đất liền nè. Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn nha. Trời ơi, lúc đi á, nó vui là vui nha. Mà lúc về là đúng chuẩn là một cơn ác mộng luôn á. Khi mà cái thuyền mình đi ngược sóng và sóng rất là cao luôn. Nước tràn vô thuyền luôn á. Vừa buồn nôn nhưng mà mình vừa cảm thấy rất là vui. Kiểu như lâu lâu mình mới đi cảm giác mạnh á.
Và để vượt qua cái cơn buồn nôn suốt 25 phút ngồi trên tàu thì mình sẽ uống nước chanh nha. Giờ thì mình ghé qua vườn nho một chút nha. Thì cái nho mình đang ăn người ta nói là một loại nho lai á. Nó lai giữa nho gì với nho gì mình không biết, nhưng mà nó khá là ngọt. Và nó có màu xanh chứ nó không có màu đỏ như mấy nho khác. Ở phía đằng sau là một vườn nho rất là lớn luôn. Và bây giờ mình sẽ quay thử cho các bạn xem nha. Wow, đáng yêu dữ vậy. Ôi nho. Mình là nho đỏ ngoài đúng không chú? Này là loại nho đỏ ngoài đúng không chú, hay là nho dài vậy? Hình như là được ăn thử mấy cái, nhưng mà cái này mình nghĩ là chua. Ý có chùm ba lớn đi nè. Mẹ có chùm nhỏ xíu xíu cân lắm à. Dễ thương xíu. Cái chùm này dễ thương xíu. Vì mình đi vào ngày thường á, mình đi vào hướng Nam và hướng 6 cho nên khách du lịch khá là ít luôn á. Mình có thể vào đây tha hồ chụp hình. Mình phải công nhận nha, nhìn mấy chùm nho hít mắt thật sự. Có mấy chùm á, nó nhiều trái nổi mà nó cứng luôn. Còn có mấy chùm á, nhỏ xíu như thế này nè. Mình thích ăn nho trái dài giống vậy á, cho nên mình quyết định mình sẽ thử ra ngoài ăn thêm một trái nữa để mình có biết là nên mua hay không nhỉ. Tham quan vườn nho xong thì xe của mình sẽ quay về và nhận phòng khách sạn nha. Và đây là khách sạn nơi mà mình sẽ ngủ lại qua đêm. Nơi này thì không khí rất là ấm áp luôn, view khá là gần biển nha. Và video đến đây cũng kết thúc rồi. Hẹn các bạn vào phần 2 chuyến du lịch Mũi Né Phan Thiết của mình nha. Bye bye!